Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn một món ăn, đó là một món bánh mít. Mít thì mình thường thường mít chín thì mình chỉ biết gỡ muối mình ăn thôi, nhưng bây giờ mình sẽ làm thêm những món bánh nữa cũng rất là ngon. Hoặc mình làm chè mít đó các bạn, cũng ngon lắm. Thì món bánh mít này cũng rất là đơn giản và dễ làm, ăn cũng rất là ngon miệng và thơm nữa. Mời các bạn vào bếp cùng mình nha, để chuẩn bị làm món bánh mít này ha. Mình có là 200g bột gạo và 200g bột năng, 500g mít. Mít này mình đã gỡ hộp ra rồi thì mình căn là còn 500g, và 300ml nước cốt dừa, 100g đường cắt trắng. Các bạn có thể dùng đường cắt vàng cũng vẫn được nha, không sao. Mít thì mình đã gỡ hột ra sạch như thế này rồi ha. Mít này mình để trong tủ lạnh á, cho nên là cái màu nó hơi sậm chút á, nhưng không sao ha, mình vẫn làm được bình thường. Thì mình sẽ cắt miếng nhỏ nhỏ ra như thế này nè, để mình trộn với bột á. Mình xắt lần lượt, mình xắt hết cái tô mít này luôn ha. Thì khi mình đã xắt như thế này rồi á, thì mình sẽ cho vào một cái thau và mình tiếp tục mình xắt ha. Mít này mình xắt nhỏ nhỏ như thế này cũng vẫn được. Và nếu mà mình xiên á, thì mình để vào máy xay sinh tố, mình xay phân nửa, còn phân nửa mình xắt cũng vẫn được. Nhưng mình thì mình thích xắt như thế này ha. Thì mình đã xắt xong rồi thì mình sẽ cho vào là bột gạo nha. Trước tiên thì mình cho bột gạo vào đi, để mình bóp cho bớt những cái hộp to như thế này nè. Bột gạo thì nó sẽ có đống cục to như thế này, cho nên mình bóp những nhuyễn ra. Tới khi mình cho nước cốt vô thì nó sẽ không còn vấn cục nữa ha. Và mình cho bột năng vào luôn. Và tiếp tục thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa này mình cho khoảng chừng 2 lần 3 lần á, để mà nhiều khi mình cho nhiều quá thì nó sẽ bị nhão ha, mình cho từ từ là lần lần vào thôi. Khi mình cho như vào như thế này, mình dùng cái giá hoặc là các bạn dùng tay cũng được nha. Nhưng mà mình sẽ làm kỹ hết tối đa của mình, để nhiều khi các bạn nói dùng tay bóp cho nó dơ này kia nọ. Nhưng mà bột này thì mình bóp, mình không dùng bao tay thì mình sẽ không bóp được đâu. Cho nên là mình sẽ lấy cái giá mình đè như thế này nè. Mình cà nhuyễn mấy cái hộp bột gạo lúc nãy đó, mình đẩy đẩy đẩy, mình đè vào cái dành thau nè, để cho nó nhừ đi ha. Thì mình sẽ cho là 300ml nước cốt dừa vào luôn nha các bạn. Khi mà các bạn cho vào rồi mà cảm thấy nó hơi đặc quá thì các bạn cho thêm vào ha. Còn mình thì mình thấy như vậy là cũng vừa rồi. Khi mà mình hấp lên á, cái màu bánh nó vàng đẹp lắm. Màu vàng đẹp và rất thơm luôn. Bánh mít này thì mình thấy nó hơi lạ thiệt ha, nhưng mà ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Thì khi bột đã mình quậy tan hết rồi đó, quậy đều hết rồi thì mình sẽ cho 100g đường vào luôn ha. Và nửa muỗng cà phê muối nha. Mình cho vào hết và mình quậy cho đều như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là vừa ăn. Bột như thế này là vừa đó, nó không có đặc quá và cũng không lỏng quá, nó sánh kẹo như hơi hơi như thế này nè. Thì mình sẽ cho qua một bên ha, để mình chuẩn bị làm nước cốt rồi mình hả đổ bánh nha, cho bột nở á. Thì mình chuẩn bị thêm là 300ml nước cốt dừa nữa ha, và nửa muỗng cà phê lưng muối, 50g đậu phộng. Đậu phộng này thì mình cũng đã rang sẵn rồi và mình làm sạch rồi ha, mình lấy vỏ ra sạch luôn. Và một muỗng rưỡi canh đường ha. Đậu phộng thì mình sẽ cho vào một cái bọc như thế này nè. Màu đậu phộng vàng đẹp vô cùng luôn và thơm nữa. Mình sẽ cho vào bọc như thế này và mình lấy cái chày đâm tiêu á, mình đập dập dập như thế này nha các bạn. Đó, mình đập như thế này nè. Và mình sẽ cho vào một cái chén lại ha. Và mình chuẩn bị một cái nồi, mình cho hết 300ml nước cốt dừa vào luôn. Và mình mở lửa lên ha. Thì khi mình mở lửa lên rồi thì mình sẽ cho đường vào và mình cho muối vào luôn.
mình sẽ lấy đũa mình quậy á, hoặc là giá ha, mình quậy cho nó tan đi, tan đường và tan muối ha. Thì khi nước cốt dừa mà đã sôi lên rồi đó, mình chuẩn bị một muỗng canh bột năng ha, rồi mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước lọc á, mình quậy cho tan bột đi. Khi mà nước cốt dừa này đã sôi lên rồi độ khoảng 1 phút á, thì mình sẽ tắt bếp nha. Mình tắt bếp rồi mình sẽ cho bột vào, tại vì nếu không tắt bếp á, thì mình nấu sôi quá bột vào nó sẽ quấn cục nước cốt dừa của mình, ăn nó sẽ không ngon và nhìn nó không có trong và không có đẹp. Khi mình đã cho bột vào rồi thì mở lửa cho sôi lên một dạo thôi thì mình tắt bếp nha. Và mình chuẩn bị hấp bánh nha các bạn. Mình cho vào nồi khoảng 2 lít nước á, và mình để cái sửng ở trên như thế này nè, và mình mở lửa lên ha, mình mở lửa vừa thôi, mình bỏ đó đi. Và mình chuẩn bị là một cái cọng tàu chuối như thế này nè, tại vì mình ở dưới quê á, cho nên là cũng tiện làm, mình làm cọng tàu chuối này để mình tha dầu á. Còn nếu các bạn mà không có thì mình mua một cái cọ nhỏ nhỏ, hoặc là một miếng vải khăn cho thật là sạch đó, mình nhúng dầu ăn để mình tha vào cái chén bánh như thế này nè, để khi mà mình lấy bánh nó dễ dàng hơn ha, nó không bị dính. Mình cho khoảng chừng hơn nửa chén như thế này thôi, đừng cho đầy quá ha. Mình cho đầy quá mình hấp cái bánh ăn vậy quá ăn cũng sẽ không ngon. Khi mà nước gần sôi rồi thì mình hả cho dĩa cho chén bánh này vào nha, tại vì nước sôi lên quá cái hơi lên nóng cái tay mình á, mình khó làm. Mình lần lượt mình cho vào hết nha. Khi mình đã cho vào hết rồi thì mình đậy lại, và nước sôi lên rồi đó các bạn canh nha, độ khoảng 5 phút thì mình sẽ dở nắp ra một lần á, để cho cái hơi nước nó không có bị đọng xuống cái chén bánh của mình. Khi mình lấy bánh ra, bánh nó sẽ không ướt và ăn rất là ngon. Thì mình hấp độ khoảng 15 phút thì bánh mình đã chín rồi ha. Thì mình sẽ chuẩn bị mình lấy ra nha. Bánh thơm quá, mùi mít thơm gì đâu luôn á, và màu bánh cũng rất là đẹp luôn, màu vàng tươi rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ lấy bánh ra ha, và mình chuẩn bị mình đổ tiếp tục nha. Mình đổ khi nào hết bột thì thôi. Thì mình canh 15 phút là bánh mình cũng chín đó, khi mà lửa đã sôi và mình để bánh vào đó, 15 phút thì bánh mình cũng đã chín liền. Để mình lấy bánh ra cho các bạn coi nha, rất là dễ lấy luôn, và màu vàng đẹp, mùi thơm thơm mùi mít rất là ngon luôn. Mình ăn mít chín hoài á cũng ngán ha các bạn, cho nên là mình sẽ chế biến ra những món bánh này bánh nọ ăn cho nó ngon ha, và không có ngán miệng nữa. Thì mình cũng đã làm xong rồi nha, màu vàng rất là đẹp luôn, và mời các bạn thưởng thức nha. Để mình chuẩn bị mình lấy ra một cái bánh ha, mình cho các bạn xem nha, nó rất là dẻo luôn, bánh dẻo ngon lắm, bánh dai dẻo rất là ngon luôn, màu trong nữa, nó mình xé ra cho các bạn coi ha, nó dai lắm, ngon vô cùng luôn. Vì mình pha với bột năng á thì cái bánh mình nó sẽ trong và rất là ngon, và chấm với nước nước cốt dừa á thì không có gì ngon bằng luôn á. Vậy là video của mình cũng đã hoàn thành rồi. Nếu yêu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nếu có gì sơ sót xin các bạn cho mình ý kiến ha, để mình có thể làm video mới hoàn thiện hơn. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.